Ba, tengah ini kita mula menghai dari ok ni bika pra servo motor cimu yang potentiometer. Dah yang pra potentiometer dan bai mum berapa servo motor. Kita mian potentiometer mui potentiometer 10 kilo ohm. Lalu kita tu kita top shop ini nalar ប្រេតបតរបស់ខ្ញុំអឺប្រេតសូមីតវាមានជើងបីហើយជើងកណ្ដាលគឺជាជើងឲ្យផុតចេញពីពូតេនស្យូមីតដើម្បីចូលក្នុងអាទូណូតំបងខ្ញុំជាប់ជើងទី1ទៅកាន់ក្រោនសូនវ៉ុលតបមកជើងកណ្ដាលរបស់ពូតេនស្យូមីតខ្ញុំជាប់ទៅ A0 តបមកជើងជុំក្រោយខ្ញុំជាប់ទៅ គឺជាខ្សែក្រោនខ្សែកណ្ដាលរបស់ក្រុមគឺជាខ្សែ ແລະນີ້ການຕອບຊອບສິກຟີທັງຫມູ່ຕຽງ ខ្ញុំ តាំង ឈ្មោះ server របស់ខ្ញុំ ដោយ ប្រើ ពាក្យ server ហើយ ដាក់ ឈ្មោះ អ្នកគ្នា អាច ដាក់ motor ក៏ បាន server 1 server ប៉ុន្តែ ក្នុង នេះ ខ្ញុំ ប្រើ my server តាំង ឈ្មោះ ឲ្យ server របស់ខ្ញុំ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ ប្រើ serial ដើម្បី mark serial ជាមួយ នឹង baud rate 9600 តបអស់ គឺ ខ្ញុំ តាំង ជើង server របស់ខ្ញុំ គឺដោយប្រើឈ្មោះគឺ myservo.attach ហើយរបស់យើងដាក់ជើងនៅក្នុងមុខកញ្ចក់មិញខ្ញុំជួបទៅជើងលេខ 2អញ្ចឹងដាក់លេខ 2ឥឡូវនេះយើងក្លិកមើលការសរសេរកូដនៅក្នុង void loop វិញម្ដង ខ្ញុំតាំងអនុញ្ញាត val ស្មើនឹង analog read a0 a0 ជាតម្លៃដែលអានបានចេញពី potentiometer ដែលយើងបាន top shop នឹងតើមកខ្ញុំតាំង angle ស្មើនឹង តម្លៃ map របស់ val ដែលអានបានពី 0.10.23 ហើយឲ្យ servo របស់ខ្ញុំធ្វើការពី 0.108 អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ 0.23.0.108 តបមកខ្ញុំឲ្យសវតរបស់ខ្ញុំធ្វើការដោយប្រើ my servo.ray ហើយឲ្យវាធ្វើការជាមួយនឹង angle ដែលវាអានតម្លៃចេញពី bar នឹងតបមកខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅលើខ្លះតទៅនឹង potentiometer ហើយនឹង servo ខ្ញុំប្រើ serial.print ហើយអភន្តរៈហើយនឹងសរសេរ clear មួយចំនួន the potentiometer values you value is ដើម្បី វា ខាន តបមក តម្លៃ potentiometer មួយនេះ គឺ ត្រូវ បាន បង្ហាញ តាម រយៈ val ដែល យើង បាន តាម វា ហើយ វា អាន ពី A0 មួយនេះ អូខេ ឥឡូវ នេះ ប្រើ serial.print ហើយ ឲ្យ វា បង្ហាញ តម្លៃ របស់ val ចឹង Oke.
bên tôi một chút nữa dương trong bằng hai những cái hôm mà đọc bằng sơ bộ nhưng trong bằng hai những cái lưu mừng sánh cứ sơ bộ value is sơ bộ value is ok sơ bộ value đi có sơ bộ angle nói chúng ta angle này ai xây dựng với các bạn đấy, xem cảm dừng chọn bằng hàng, ok. Thử mở xuống cái đấy, biết dùng thử bằng hàng, dùng lại angle, dùng lại mũ, ok. Dùng cốt từng mũ cứ chọn đi rồi hãy lấy chúng tôi cả compile cốt và bọc chúng dẫn là để trở đi cốt. Ok, done compiling nghĩa là dương bàn compile được hai code và dương cứ admin coi thế. Xem rap series 4 chua đã khi ông xây càng cao nữa. Cứ chung ra bay khẳng lớn cứ series print làm bay ở việc bằng hàng chua thêm mối nghĩa là line thêm mối đi có râu thêm mối. Tập báo nhà chung cao cứ nhóm xây print lần. Print lần cứ bằng hàng thầm bị angle lại tên này thấm mấy cái thời cho vật tuột lấy chúng tôi cả upload code cho Arduino Uno bọc nhông hình như cái chị chmu hay nâng comport ok để lấy nhông ban thôi cả upload code đối với nhông bạc serial monitor tầm bay bằng hai trên này tầm bốn nó bị đài khi mà tôi bằng vál cứ cục giá này sồn nó sẽ bị đài bằng vál ok nó bị đài nhông chấp đài bằng vál potential meter chẳng mô mở bỏ sơ vô có vì thua ca prai pro thật tạm bằng này chẳng biết cho mô lại đồ hộ đo đầm lại đọc mà phải bấy chẳng mô bỏ sơ vô cứ đo mà rồi phải được nè về được cho mô thôi cho một mình đồ hộ đo đầm lại xấu chẳng sơ vô bằng nhóm cứ thua ca nơi mô sâu nơi kia này chẳng mà dân chân đang đầm lại cây sập ở bờ server một tớ dân vô đập một phẩy bảy đến chạy pi đấy vì ai là yên ai còn pi rồi làm rồi đập chiêng thì có phần năng xâm rạp server cứ viết thuốc gà tại bị mông sâu đau mông rồi bạc vì ớt ạch và rồi hốt đó bây rồi hốt sẽ được để bàn đi hay xâm rạp câu đăng ký copy và xin chim miên chim lấy khóa khá đấy thường ổn này à comment đăng ký video của chúng thư viết đồng bày bằng đăng ký video của anh phòng hãy xong ổn xâm rạp cả tôi xin chúc mình video cao.